Okay, let's start, Mr. May. This word, Miss May, make money. Oh, chị May thấy cái chữ ke này nè. Đây là gọi là cái đánh 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 hơi cao lên. Make money. Make money. Make, âm A, make. 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 Make money. Make money. Make money. Yes, very good. Ở đây là chị Thủy, sorry, chị May sẽ có cái từ được gọi là âm A. Như vậy không phải như người Việt mình hay đọc là make đâu, âm E đâu. Mà đây là âm A, do đó là may, giống như cái may, rồi mình thêm chữ K vào. Make money. May, yes. Very good. Make money. Make money. Make money. Make money. Yes, very good. Okay, and this one, Miss May. Bắt đầu lên đây. I want to make money. 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 Very good. Make money. Make money. Very good. Okay, and this one. More money. More money. More money. More money. Yes, very good. I want to make more money. I want to make more money. Yes, very good. I want to make money in the pandemic. Yes, very good. I want to make money in the pandemic. I cannot, Miss May, I cannot. I cannot. Very good. I cannot make money in the pandemic. Very good. Oh, bên chị May đọc mà bên em có tín hiệu nó bị lắc quá. Sau đó thì bây giờ bên em cúp máy rồi, bên em gọi lại cho chị May một lần nữa nha chị May.